gần mấy đứa. Vô nghỉ ngơi, đi lấy nước trong người ra đi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Trời ơi, xuống Bà Trăng Gà, đánh thua banh xác, về đây vừa bước vô, còn để kiếp đỏ đen nữa. Dạ thưa quý vị, dạ đánh bài nó không phải là ghiền. Đánh bài là mình để bỏ tiền mua vui. À, chỉ tại cái số em nó đen thui, tiền thua hết sạch, hết vui thêm phiền. Mà em phiền nhất là tại vì bà vợ của em, dạ, bà bỏ nhà, bà đi một tháng mấy nay không thấy bà ở trong nhà nữa. Thế em mới nghĩ là thôi kê, dạ, đen, ông bà mà nói là đen tình thì phải đỏ bạc. Chứ em không có biết là em xuống với Bà Trăng Gà, vừa đen tình mà vừa đen bạc luôn quý vị. Nghĩ làm sao mà em nói thiệt luôn á, xuống ở dưới đó double đau cây nào nó đau cây đó. Tới cái bàn Rolex nó quay vòng vòng không còn một đồng. Tới cái máy đánh 50 cái mặt nó biến thái luôn. 50 cái không ra free game, banh xác. Quý vị ơi, quý vị đang ăn gì dưới đó vậy quý vị? Có hộp vịt lộn không cho mang xả xui được không? Chứ giờ xui quá. Khỏi dạ. Ăn hộp vịt lộn. Ăn tôi nè. Hả? Ai vậy? Ai vậy? Tôi nè chứ ai? Trời ơi. Chào cả nhà. Cả nhà ngưng ăn coi em chút xíu được không? Em nghe nói là khách của 405 sung dữ lắm. Em nghe coi có sung không? Dạ, giới thiệu. Em coi có sung không hả? Cả nhà mình biết tại sao em nhờ ban nhạc ngồi đây. Ủa, trời mới quay cái đi mất tiêu hết mấy cha nội. Dạ. Diễn tiệc rất là khó, tại vì cả nhà sẽ ngồi ăn tiệc có không có coi em. Cho nên em lựa chọn dữ dội lắm. Em mặc chiếc áo hiền hiền nụ nụ hình con beo, dạ, con cọp. Dạ. Để mấy anh biết là vợ của mấy anh sắp tới rồi. Dạ. Để mấy anh tập trung mấy anh coi em đó. Ngừng chút xíu coi em nha. Ê. Ai đây? Trời ai già xấu vậy? Trời ơi, đang quay dưới đây quá trời trai đẹp luôn, có trời quay xuống đây thấy ghê vậy? Cái gì vậy trời? Chồng bà mà bà cũng không nhận ra nữa. Trời đất ơi, chồng cái tôi gì? Hả? Cái gì mà cứ như gặp cái là đòi cái ăn, gặp cái là đòi ăn. Thì thấy người ta ăn quá mà không đòi ăn hột vịt lộn. Tôi đây sao mà không ăn? Trời đất ơi. Ăn gì mà ăn hoài vậy? Bao nhiêu năm cứ đập là đè xuống ăn, gặp là đè xuống ăn. Trời ơi, không dính vậy mà không ăn. Không để cái khúc nào mới ăn. Ủa sao tôi vô cái tôi ra cái không có ca bản nhạc nào. Dám ở đây hết trơn kìa trời. Nói nghe nè. Gì? Ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi. Ngày xưa sức khỏe nó tuyệt vời, bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu. Ngày xưa sức khỏe nó, ngày xưa thì sức mạnh nó như trâu, và bây giờ công cụ thì nó nát nhàu như dưa rồi bà. Không biết còn rồi. Sức để ăn nữa đâu. Khỏi khoe, công cụ súng ống của ông bây giờ chữ đem ra lau chùi bóng lón, mắt nhìn ngao ngán thở dài rồi cất vô à. Chứ còn gì nữa. Bây giờ đầu ông bạc vậy rồi, súng ống nào mà tươi rối nữa. Thôi, súng giờ héo queo. Trời ơi. Bắn đâu có ra đạn. Hả? Ra mày hơi nha. Không à. Cái gì? Ra hơi không. Trời ơi. Mệt quá, giờ còn ra hơi cũng hên rồi. Ra khói nữa bây giờ. Bây giờ tôi không nói chuyện nhiều với ông á. Hôm nay tôi ra đây tôi hỏi ông một câu rồi tôi đi liền cho ông ăn uống nè. Câu gì? Nãy giờ tôi không để ý hình như biên cái bàn này nghệ sĩ không hả? Thấy có anh Bằng Kiều ngồi ăn kìa. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Ủa sao nãy giờ tôi không được ăn ta? Dạ nó ăn ở sao mà tôi không được ăn? Diễn xong đây. Mới được ăn. Diễn ra xong ra mới được ăn. Ra đây tôi hỏi ông nè. Cái gì thôi, nữa? Tôi ra tôi hỏi ông câu tôi đi cho lẹ nè. Rồi hỏi câu gì? Cái check tiền già của ông đâu? Cái gì vậy? Check tiền già. Cái gì mà cứ gặp không nổi kêu ăn thì là bà đòi đến tiền. Sao suốt ngày bà chỉ có tiền không? Chứ... bà không có nghiên cứu đến tiền sao? Sao nghiên cứu tiền? Nghiên cứu tiền nó mới biết đến tiền. Tiền nó không như tiên mình nghĩ. Đô la Mỹ nó cũng như Việt Nam đồng. Thì nó cũng chỉ là một tờ giấy không mà thôi. Tờ giấy không hả? Tờ giấy không mà đưa cho tôi đi. Hỏi mệt quá. Nó mà nói là tiền. Thời buổi bây giờ thời buổi khó. Tiền không có ngồi một xó nó nhục như chó. Hả? Chứ trời còn gì nữa. Thời buổi bây giờ không có tiền mặc nhục lắm. Thôi bà ơi, có nhiều thứ nó còn quý hiếm hơn tiền. Cái gì mà quý hơn tiền? Chồng bà chứ ai. Trời đất ơi. Bà nhìn đi. Với cái nhan sắc này tao nói nó đẹp tứ bề. Nhiều khi tôi đi ra đường tôi thấy đến ngã tư tôi nói bao nhiêu chiếc xe dừng thắng lại chỉ để chiêm ngưỡng cái nhan sắc của tôi. Ủa chứ không phải ngừng thắng lại để nó ói hả? Đâu ra. Nhan sắc 3D. Bà nhìn đi. Nhìn nghiêng.
Cái gì? Nhan sắc 3D hay sao? 3D, 3 chiều á. À 3D dạ. Chứ không phải BD hả? À? Không bà. Không phải. Dạ 3D. À. 3D là có 3 chiều. Đâu? Mình nhìn nghiêng nghiêng thấy giống đàn nguyên. Trời ơi. Dạ. Nhìn ngang như Lương Tùng Quang. Ồ. Nhìn sau lưng giống Đàm Vĩnh Hưng. Còn ở dưới bà con nghe xong lạng quạng tưởng tôi Nguyễn Ngọc Ngạn. Trời ơi. Nhan sắc là nó đẹp, phải là đẹp như vậy chứ bà thì bà không bao giờ bà bỏ thời gian ra chiêm ngưỡng nhan sắc chồng bà. À rồi nãy giờ chiêm ngưỡng xong rồi, giờ xong chưa? Xong rồi. Bây giờ tiền cái check tiền già không có. Hết rồi. Đi mà chăn gà thì banh xác. Bây giờ chơi trò chơi không? Chơi trò chơi gì? Chơi trò chơi với tôi. Chơi cái gì mới được chứ? Bây giờ tôi cho ông chơi trò chơi ha. Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi hỏi thôi. Trả lời thật lòng mình nha. Ờ. Tôi sẽ cho ông 1.000 đô một câu. Trời đất ơi. Nãy em chơi trò chơi mà em cho quý vị có 200 mà. Giờ bà cho mình tới 1.000 lần. Chơi không quý vị? Chơi chứ trời ơi. Nãy em lì xì có 200 ở đây chơi 1.000 lần. Ok. Đố vừa có thưởng bà cho tôi 1.000 đúng không? Đúng rồi. Chơi làm sao nói nghe. Chơi phải không? Ừ. Chơi không? Chơi. Chơi bà luôn. Chơi nổi không? Hả? Tôi nói chơi game kìa. Mệt quá. Thì ai biết đâu, ai kêu tôi tưởng tôi nghe ông nói chơi bà luôn. Không, tôi nói là chơi với bà luôn. Nè, ông nhìn đi, trên thế gian này không ai có một mình tôi có thôi. Cái gì vậy? Có cái app. App này nó hay lắm, nó mới bỏ vô trong cái điện thoại của tôi. Dò được tấm lòng con người ta. Làm sao? Có nghĩa là ông nói cái gì, ông chỉ cần dịnh vô tai tôi thôi. Nói thiệt hay nói dối, cái máy, cái app này nó sẽ trả lời cho ông luôn. Ui, hay vậy là có cái app đó nữa hả trời? Có cái app, có app dò nói dối. App dò nói dối, chơi không? Chơi thì chơi. Trả lời thật lòng nha. Rồi. Rồi bây giờ ông nhìn tay tôi. Trời, cái này giống như thái y truyền nước biển vậy. Tôi hỏi ông phải trả lời nào hoàng nha. Hát này nó hay lắm. Hay. Từ đó tới bây giờ, ông ở với tôi 30 năm nay, có bao giờ ông đi ngoại tình không? Không. Sao? Hả? Cái gì vậy? Hay không, hay không? Cái gì vậy? Cái hát tôi nó hay không? Tôi đi ngoại tình, tôi núp trong lùm trong kẹt không? Nhiều khi tôi vô chồng tôi còn không thấy cái mặt con nhỏ đó là sao nữa. Sao mà cái máy nó thấy tôi ngoại tình mà nó biết vậy hay vậy? Vậy là ông có đi ngoại tình đúng hả? Không? Hả? Ông nói ông núp trong lùm trong kẹt là ông có đi ngoại tình. Không, ý ông ngoại tình bao nhiêu lần rồi? Thì một lần. Sao? Hả? Ba lần. Cái gì? Ba chục lần. Hả? Trời ơi. Sao? Hả? Sao? Cái máy nó mát luôn bà. Trời ơi, nó nghe ông nói đi ngoại tình có một lần cái máy nó mát luôn. Nó nói ông xạo tới 3 lần. Có nghĩa là ông có đi ngoại tình đúng không? Thì có 30 lần chứ nhiêu. Trời đất ơi, tại sao mà ông ở tôi 30 năm mà ngoại tình 30 lần? Thiện nam bà cũng cho tôi về Việt Nam có 1 lần. Trời đất ơi. Từ đó tới giờ tôi ở với ông tôi cúc cung tận tị hầu hạ dạ dân ông 30 năm nay mà nỡ lòng nào bây giờ ông khai với tôi là ông có đi ngoại tình. Chịu đời cho nổi không ông? Dạ, tôi cũng bị ép đó bà. Ai ép ông? Hả? Ba cái vụ ngoại tình là thằng này rủ thằng kia à? Ông có ai ép đó? Đâu có ai rủ tôi, đâu có anh Kiều đâu, đâu anh rảnh. Trời đất ơi, cha Kiều. Cho quá đáng. Rồi tôi hỏi ông nè, ông đi ngoại tình đúng không? Thì lỡ thôi mà. Lỡ hả? Không có ai mà gị đầu trâu uống nước được hết trơn á. Bây giờ ông nói tôi nghe, ngày xưa tôi lấy ông tôi có ngon lành không? Thì cũng ngon. Chứ còn gì nữa. Tôi lấy ông tôi cũng ngon lành vậy, tôi lộng lẫy như một thiên thần. Mà nỡ lòng nào ông lấy tôi về ông xài hao 30 năm nay rồi ông đi ngoại tình 30 lần là sao? Ông thấy tôi như thần thánh không? Dạ đúng rồi, hồi xưa tôi lấy bà như bà cao 1m8 lần á. Đúng rồi. Tôi khổ quá đó, tôi lấy ông tôi quỳ xuống tôi hầu hạ dạ vâng ông tiếc. Tôi mòn tôi còn có 1m5 nè. Dạ, rồi sao nữa? Thấy thương quá. Thấy thương dạ. Chứ sao không thấy thương? Dạ. Bây giờ sao bà? Không còn sao nữa trơn trời á. Ngày xưa tôi lấy ông á, ha tôi ngoan ngoãn, tôi dễ thương, tôi hiền lành y như là cô Bạch Tuyết. Hả? Có luôn hả? Biết bao nhiêu thợ săn săn tôi mà tôi đã từ chối hết tất cả các càng thợ săn đó. Hả? Tôi bỏ cả khu rừng tôi vì một cây củi của ông. Trời. Sao bà bỏ hết cả khu rừng? Sao? Sao? Trời. Trời đất ơi. Cái máy này mỗi lần. Cái bà máy này nó giờ mát rồi ông ơi. Bà nói nó gì? Nó xạo mà xạo tới bà đừng rồi. Có xạo. Bà nói là gì? Bà vì một cây củi của tôi mà bà bỏ cả khu rừng. Đúng bà rồi. Bà đứng lại đây. Không, tôi đứng lại. Bà vừa đánh trống, bà vừa làm, bà đi đâu? Tôi vô bếp. Vô bếp làm cái gì? Trời ơi, đâu vậy? Tôi vừa nói vô bếp cái quá trời đàn ông xuất hiện vậy. Hả? Bà vô bếp làm cái gì? Tôi vô bếp để tôi nấu cơm, tôi đãi ông. Hả? Bà nhìn cái gì? Ôi ôi, cái này phải bếp nhà mình không? Bếp nhà mình chứ còn cái gì nữa? Wow, sao cái bếp nhà mình nó đẹp dữ vậy?
bà đó, bà bỏ đi nhà hết hơn một tháng mấy nay, bà đâu có về cái nhà. Bà đâu có biết là công nhà này, bà biết tại sao một tháng mấy nay bà không có đây. Tôi đã nhờ 405 remodel lại cái bếp cho mình. Trời ơi, một tháng nay tôi giận, tôi bỏ nhà ông, tôi ra đi là tôi đi qua nhà chị Hồng Đào, tôi ở ké chứ tôi đâu có đi đâu, đi đâu. Tôi có đi đâu, mày làm bạ đâu, đừng có ghen. Ghen cái gì? Cái bếp đẹp quá. Trời hay vậy, ai biết mở đèn khúc này luôn. Trời, tôi đã set up sẵn hết rồi. Bếp xịn quá vậy. Bà phải cảm ơn chị Hồng Đào. Chị đâu? Bà ở bên hàng xóm đó, để tôi kêu bà qua đây coi. Chị đâu? Chị đâu? Nhờ bà mà tôi mới có một cái bếp rất là đẹp. Vậy hả? Bếp dạ, đẹp quá. Trời ơi. Chị nói với ổng giùm em là bữa giờ em qua em ở ké nhà chị đúng không? Đúng rồi, qua ở ké nhà chị. Em đâu có đâu đi đâu, đâu có đi bậy bạ đúng không? Không có đi tầm bậy tầm bạ, ở dạ, từ sáng cho đến 8 giờ tối, 8 giờ tối rồi ba đi tới sáng. Tôi biết. Trời ơi. Tôi nghi ngờ lắm. Chị chết em rồi. Tôi nghi ngờ lắm, tôi nghe nói bà gì một cây củi của tôi là tôi nghi ngờ bà đã âm thầm đốn cả khu rừng là bà. Không có đốn khu rừng đâu. Không có, tại nhà tôi cũng remodel lại đẹp lắm. Coi như nằm trong phòng khóc không ngà nhớ chồng. Nhớ ông đó. Không chị ơi, nhưng mà sao một tháng em về em thấy ông remodel cái bếp đẹp quá chị. Quá đẹp đúng không? Trời ơi, cái bếp này là 405 ta làm á hả? Dạ. Bà có biết tại sao không? Sao? Người ta nói cái bếp đó là cái linh hồn của cái nhà. Trái tim của người phụ nữ. Trái tim của người phụ nữ để chiếm. Bà làm gì vậy? Coi kéo ra mấy cái thùng coi nó chắc chắn không? Cái này rất là chắc chắn, chỉ có 405 mới làm được điều này thôi. Cái gì vậy? Thường là mấy cái chỗ này để hai cái thùng rác đó. Đúng rồi. Mấy cái chỗ khác đó là đụng vô là nhiều khi mà không khéo mình nhúng nhúng như vậy. Đừng có nhúng. Hả? Ba cái vụ nhúng không để cho tôi. Trời ơi. Không, bà yên tâm, cái này nhúng nè, leo lên luôn. Chỉ có 405 mới làm được thôi. Đây. Cái bếp này quá hả? Đúng, bà xịn quá luôn vậy nè. Đồ xịn. Để tôi dò coi, tôi dò cái máy coi nói xịn không. Xịn. Thấy chưa? Cái máy nó nói xịn luôn, bà thấy chưa? Ôi lúc coi dò vô nó nói xịn luôn. Nó nói xịn luôn cái đó. Đây, bà nhìn thấy không? Wow. Đó. Trời ơi, đây. Nếu mà coi cabinet là phải coi từng chi tiết một đó. Và ở đây là có người vẽ kiểu ra mà khích khao rất là đẹp. Nhà chị bếp cũng đẹp lắm, phôi phai làm đẹp lắm. Bà vừa ý không? Quá vừa ý. Chị đó là chị là single mom. Cái hai đứa con chị nó đi học xa. Chị ở nhà chị buồn quá mà nó đi học xa rồi đi làm xa nó đâu bây giờ nó về. Chị mới bèn nghĩ một cách để cho nó kéo tụi nó về. Đó là chị nhờ 405 remodel nguyên một cái kitchen cho chị. Từ ngày nhà đẹp, kitchen đẹp là con chị nó về hoài à. Tuần nào nó cũng về nó nấu ăn cho chị ăn hết á. Nó về riết mà giờ chị nói thôi mày bớt về được không? Mày về nhiều quá tao mệt. Còn chuyện nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi không có ghen bậy ghen bạ ông nữa. Sẽ nhà nấu bếp giống chị ông Đào nấu cho con về ăn. Tôi sẽ nấu cho tới khi nào mà ông mê đắm mê đuối cho tôi. Tại cái bếp này nó cực kỳ quan trọng cho tiếp là trái tim của người phụ nữ. Đúng rồi. Tôi thề với bà luôn. Sao? Kể từ ngày hôm nay nhà bếp đẹp như vậy, bà ở nhà nấu cơm, nấu ăn cho tôi, thì tôi hứa với bà tôi sẽ không đi bà chăn gà nữa. Ê, chưa? Nhưng mà tôi nghe là 405 còn làm nhà tắm nữa phải không? Tôi cũng làm sẵn ở trong đó luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy giờ tôi vô chỗ tôi tắm rửa, tôi nằm cho nó ráo nước chờ không nha. Trời ơi, nghe nói có chị Đào đi từ từ sao, cái vụ. Không sao, không, không sao đâu. Nhà tôi cũng remodel cái nhà tắm rồi. Tôi nói tới nghe, trời ơi, tôi sắp lấy chồng rồi. Hả? Gọi chồng ra nha. Ừ. Chồng ơi chồng. Ôi cái gì vậy? Chồng ơi, chồng em đâu rồi? Sắp lấy chồng luôn. Nhờ nhà đẹp mà lấy được chồng. Chồng trời ơi, nhà, chồng em đây. Quá trời. Gia đình đoàn tụ chúc mừng anh chị. Sắp lấy chồng là lấy anh á. Mới lấy, hồi nãy bà ở trong đó bà dặn khi nào mà nó đòi làm chứng thì bà kêu là anh dạ liền, anh chạy ra. Dạ, anh xin chào. Dạ. Trời ơi, bây giờ nhân tiện đây là mình phải cảm ơn 405. Đúng rồi. Đã đem đến cái hạnh phúc cho hai vợ chồng mình. Đúng không? Cái bếp quá đẹp, quá tuyệt vời. Ê bà thử thêm cái nữa coi nó xịn không bà. Cái này là mấy cái này là custom made hết nha. Bà lại bà đem cái máy lên bà coi, bà thử lại lần nữa cái phải đi. Ủa, có thử nữa hả? Thử lần nữa coi. Trời đất ơi. Dạ. Để bỏ vô đây hả? Ừ. Được có cái đồ xịn của 405 mình không? Đây. Đồ xịn không? Xịn quá. Đó hay xịn quá nữa. Trời, nó kêu xịn quá nữa. Dạ. Xịn quá. Trời ơi, hay quá. Dạ. Nó xạo dễ sợ luôn, đáp gì mà rờ vô tới đâu là xịn quá. Thật sự ra mình nên kiếm là mấy cái người mà manager của 405 bán là cái app này để ngay trước cửa đó, khách vừa vô mới kêu xịn, xịn quá.
xịn dữ. Dạ, nói chung là 4 năm quá tuyệt vời. Bây giờ hai vợ chồng em vui vẻ hạnh phúc rồi. Cảm ơn hai vợ chồng anh chị ha. Nhờ hai vợ chồng anh chị nhả vía cho tụi em giới thiệu chỗ làm cho ông chồng từ nay đây nhà nấu ăn. Đúng không rồi. Có lo đi chơi nữa ha, không có ghen bậy ghen bạ nữa. Yes. Rồi bây giờ mời. Quan trọng nha, quan trọng nha. Quan trọng. Rất quan trọng là coi như là làm hết cái nhà bếp này, làm luôn cái nhà tắm mà giá cả phải chăng. Ủa vậy hả? Rất hợp lý, hợp giá, lệ, hợp giá tình. Giá hợp lý lắm hả chị? Giá rất là hợp lý. Dạ. Yeah. Quan rồi. Trọng hợp luật lệ giao thông luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Hợp tự kia nên chạy tới ngay chỗ view click, quẹo vô 405, vô đây là tới đây liền. Ồ, yeah. Oh, trời ơi, bây giờ cái gì cũng được hết trơn á. Bây giờ hai chồng mình vui vẻ, hạnh phúc quá. Bây giờ ai mà trước khi muốn làm cái bếp này á, là mời bà con đây, ai muốn chụp hình xin vía hai chồng mình xin. Rồi. Đúng không? Được, đúng rồi. Được không? Dạ được. Quá trời được phải không? Quá được. Bà con ơi. Trời, vẫn ăn đắm đuối luôn thiệt luôn, có mê ăn dễ sợ luôn. Bà con ơi, không hai bà. Chồng em cảm ơn hai cặp vợ chồng luôn. Đúng rồi, hai người tụi em xin chân thành cảm ơn. À, đã 405 đã đem đến cho tụi em trái tim của gia đình. Đó là cái bếp cho người phụ nữ tới ấm lòng. Ở nhà sẽ nấu ăn, nấu uống cho chồng, cho con. Tất cả ai hôm nay muốn xin vía hai cặp vợ chồng em, bốn đứa tụi em thì lên chụp hình với tụi em chung với lại cái bếp này nha. Dạ, yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Thank you, 4-5 rất là nhiều. Thank you. Thank cảm ơn 4-5 đã cho chúng tôi được sự hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.